Thân ái chào tất cả quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Tạ ơn Chúa chúng ta lại gặp nhau vào lúc 3 giờ chiều để cùng làm nhờ kính lòng Chúa thương xót. Để xin Chúa ban ơn ăn năn sám hối đời sống cho toàn thế giới, cũng như xin Chúa thương đến các nạn nhân Covid, ban cho họ được ơn chữa lành, cho các gia đình gặp cảnh khốn khó được ơn đỡ nâng và giải thoát, cũng như xin Chúa thương đến từng gia đình, từng ước nguyện của quý ông bà anh chị em. Trong tâm tình ấy, giờ đây chúng ta cùng hát kinh Chúa Thần, xin Chúa thánh hóa giờ kinh của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mê nấm mu con ngày đêm, nguyện thân xa cồn tràn lan ơn tiên. Lạy Chúa, Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con mà con đã cam lòng phản nghịch lối nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chừa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc la hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc la. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, mà người xuống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Sio Philato, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bơi trong kẻ chết và sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bơi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim tư nhân, con tin thác nơi Ngài. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra tiêu dâng Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra tiêu dâng Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra tiêu dâng Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì của cô nan đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra tiêu dâng Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra tiêu dâu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tinh của con ra tiêu dâu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con. Con tin thác vào Chúa. Kinh lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tin thác vào Chúa. Lạy Cha đấng đầy lòng trắc ân, đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dầu tội lỗi của con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tin thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là đấng xót thương. Từ xưa tới nay chưa từng nghe có người nào tin thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thông môi ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc.
Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rồi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, chia biệt hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi, Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mềm của chúng con, và giống như một dây nghi tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen. Lạy Chúa Giêsu, từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa, trong bàn tay từ ái Chúa, chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, từ nay xin Chúa hãy săn sóc, bảo vệ, chở che gia đình của chúng con. Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa và của mẹ Maria rất thánh, mẹ Chúa, qua diện mạo của Chúa đây. Xin lòng thương xót của Chúa chiến thắng mọi tê lực ác thần trên thế gian. Xin cho những ai khi sùng kinh lòng Chúa thương xót sẽ không bị hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy mẹ Maria, xin mẹ hãy ở bên các bệnh nhân trên khắp thế giới, bên những người bất tỉnh vào lúc này và sẽ chết, bên những người đang bước vào cơn hấp hối, bên những người đã mất hết hy vọng được coi bên, bên những người đang rên xiết quằn quại trong đau đớn thể xác và tâm hồn, bên những người không có khả năng để chạy chữa vì thiếu hụt tiền của. Xin mẹ hãy ở bên những người rất muốn bước đi mà phải nằm bất động, những người đang được nằm nghỉ mà phải làm việc vì đói các cơ cực và tung bân. Xin thương nên những người đang lăn lộn trên giường vì không tìm được một tư thế nằm dễ chịu, những người phải thao thức trăng đêm trường, những người bị dằn vặt bởi bao lo âu của gia đình tung quân, những người mà bệnh tật đã buộc phải từ biệt những ước vọng, những dự tính hằng tha thiết được thực hiện. Xin mẹ hãy gần bên những người không tin vào cuộc sống vĩnh cửu, những người chỉ biết than thân tranh phận, những người đã hoặc đang có ý muốn tự tử, những người bực tức và chơi rùa Thiên Chúa, những người không được chiêm phúc nhận biết Đức Giêsu Kitô, đấng đã bị bỏ rơi trên thánh giá và đã lãnh nhận vô vàn đau khổ và cái chết như họ và cho họ. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi ai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, và đã cho phần xác con qua ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kéo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng, cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cũng cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trong cây rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiển vinh sáng lang. Lạy rất thánh trái tim Đức Chúa Giêsu. Lạy trái tim cực thanh cực tịnh rất thánh Đức Bà Maria. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh. Lạy cha thánh nghe ma tông đồ thánh thể. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn qua đời trong cơn đại dịch được lên chốn nghỉ ngơi. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Chúc anh chị em và gia đình luôn được bình an. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dư. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh Giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhìn Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cha xin cảm ơn tất cả quý bạn chị em đã cùng đồng hành với Cha trong giờ kính lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành đến những ước nguyện của chúng ta. Và xin thân ái chào, hẹn gặp lại vào ngày mai.